Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ui trời ơi, vô boss ơi, đảo à, nguyên một hòn đảo ở trước mặt luôn. Trời ơi, tính ra là mấy ngày rồi các bạn ơi, trời tối luôn à, trời tính ra trời tối luôn, may ghê, cuối cùng cũng tìm thấy được một hòn đảo. Hay, bọn mình hiện tại đang bị kẹt ở trong sa mạc các bạn, mấy ngày rồi mình chưa được ăn uống gì hết trơn, mình thèm bánh ngọt, thèm KFC, thèm Coca-Cola, thèm quá trời quá đất luôn mà chưa được cái gì vào bụng hết. Bây giờ đang trời tối nữa, may ghê tìm được cái hòn đảo. Ở vô mất. Trời, ông cứ nhìn trời nhìn đất cái gì vậy? Trời đất ơi, nhìn trời gì? Tôi trên đầu tôi là quá trời đùi gà trên đầu tôi nè. Ơi đây. Trời ơi, ông ở trong sa mạc, ông đói bụng quá, ông bị ảo giác rồi, vô mất đi, làm gì có đùi gà trên trời. Trời ơi, ông sao nè, nhìn nè, trời đùi gà quá trời, một cái hai cái tuổi đùi gà bự một cái đầu tôi luôn à, không thấy hả? Trời ơi, trời chết rồi bạn ơi, vô mất ở trong sa mạc lâu quá, vô mất bị ảo giác rồi, nhìn lên trên trời thấy mấy ông sao mà tưởng là đùi gà. Thôi được rồi vô mất, ông đi theo tôi, đi vô đây, tôi kiếm gì ở trong ăn chứ thôi là ông bị ảo giác rồi. Trời, tôi thương ông quá, vô mất ơi. Trời, nhanh lên. Ai, trời ơi, nước kìa. Trời ơi, tôi đang khát nước. Uống xuống đây uống. Trời ơi, ngon quá. Cá mập nha. Trời ơi, ở trên cái hồ bé tí tẹo làm gì mà có cá mập ông nội. Ơi, bây giờ vô đây. Ui. Vô mất. Tôi thấy có một cái máy nè. Từ, để xíu. Một cái ngôi nhà. Ui, vô mất đi. Ở chỗ này có một cái ngôi nhà nè. Chắc chắn cái ngôi nhà này sẽ có người sống. Bây giờ nè, đi theo tôi vô đó tôi xin người ta ít đồ ăn trong ăn chứ tôi thấy ông đói bụng rồi, ông cứ bị ngáo ngáo rồi nè, tội nghiệp ông quá. Đi theo tôi nhanh lên. Get go. Nhanh lên vô mất đi, vô đây. Trời ơi, mừng quá. Cuối cùng cũng có một ngôi nhà. Ê, để tôi gõ cửa thôi coi trong nhà có ai không nha. Cốc. Ai không vậy? Ui, vô mất. Hình như là không có người nhưng mà trong kia hình như có cái bàn đồ ăn kìa. Từ tôi mở cửa vô coi. Ui, trời ơi, cái gì mà quá trời đồ ăn, quá trời quá đất vậy? Cái gì mà heo mây nè, rồi mì gói, bánh kem, rồi trái cây, trời quá trời luôn. Vô mất ơi, kỳ này bọn mình no bụng rồi. Ông qua bên kia, tôi bên này, bọn mình chia nhau ăn đi. Vô mất, tôi đói bụng quá à. Ăn. Không được. Trời ơi, cái này là nhà của người ta mà ông vô nhà người ta không ăn, đâu phải nhà mình đâu. Ha, tính ra vô mốt nói cũng đúng, tính ra cái này là nhà của người ta, mình vô mình tự tiện mình lấy đồ ăn vậy là không được rồi. Thôi rồi, để Phong gọi có ai trong nhà không, có gì mình xin đồ ăn cho tôi đói bụng quá. Có ai trong nhà không ạ? Có ai trong nhà không? Ai đó. Con chào ông. Ơi, ăn trộm không? Ăn trộm đúng không? Dạ, không phải ông ơi, ông phải con đâu phải ăn trộm đâu. Trời ơi, nhìn mặt con hiền lành thế này đâu phải ông phải là ăn trộm đâu. Bọn con á là hai đứa nhỏ tội nghiệp đáng thương. Bọn con đói bụng, bọn con lạnh lắm, bọn con mới vừa đi ngang qua đây thấy có nhiều đồ ăn thơm phức cho nên là bọn con muốn vô đây để xin ít đồ ăn thôi. Ông có thể nào đủ lòng thương cho bọn con xin ít đồ ăn được không? Dầu mốt ông diễn coi giả vẻ vờ ho ho. Đó, trời ơi. Ông thấy bạn con. Trời ơi, đây có nhiều đồ ăn lắm. Hai con thích đồ ăn gì của hai con cứ lượm ăn đi. Dạ, cảm ơn ông. Trời ơi, hay quá. Dầu mốt ơi, ông diễn y hệt như là gọi là ho, gọi là sắp văng cái phổi ra ngoài. Hay quá dầu mốt ơi. Trời ơi. Ê, dầu mốt, bây giờ là ông này ông cho mình ăn rồi nè. Bây giờ mình ăn đi. Dạ, cảm ơn ông nha. Trời ơi, ăn dầu mốt ơi. Ê, từ. Khoan. Ông không thấy cái gì đó kỳ lạ hả? À, cái gì? Tôi có thấy gì lạ đâu. Trời, trong rừng không mông quạnh như vậy, tự nhiên có một cái ngôi nhà mà toàn là đồ ăn ngon như thế này. Ông nghĩ sao vậy? Ai mà dễ vậy? Ủa trời, có gì lạ đâu. Tính ra ở trong rừng thì cũng có người sống, mà người ta gọi là đi kiếm đồ ăn, người ta đem về, ta nấu ăn, chưa kể người ta còn tốt bụng, người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn thôi. Trời ông thiệt, ông đánh nhau với quái vật riết rồi, ông đa nghi quá à. Thôi ăn đi. Không có phải ông được. Trời ơi, ý là ông không có nên ăn, ông hiểu, ông phải tin tôi. Tại vì biết tại sao không? Tự nhiên người ta dễ dàng cho ông ăn vậy, đâu có dễ gì được. Phải cho cái gì chứ? Trời ơi, rõ ràng à, ông nhìn đi, khuôn mặt của ông, của cái ông này nè, nhìn rất là hiền từ luôn, rất là dễ thương luôn. Ông ấy thương bọn mình, ông ấy cho mình ăn. Thôi còn ông không ăn thì ông ra chỗ khác đi để tôi ăn, mệt quá à. Ông phải tin tôi, trời ơi. Ông có tin vậy đó, trời ơi, bạn bè với nhau mà bây giờ ông gọi là ông chỉ gì một chút nghi ngờ thôi mà ông tính không cho tôi ăn luôn. Ông có biết là tôi đói bụng mấy ngày nay không? Ông ra chỗ khác đi, tôi ăn. Ông nhớ đó nha, tôi để cho ông ăn rồi sao ông đừng có nói là tại sao bạn bè không giúp đỡ nhau, tôi là tôi nhắc nhở ông trước rồi đó. Thôi, vậy thôi, ông đi đi, ông ra chỗ khác đi, để tôi ăn mình tôi. Vậy ông ăn mình ông đi, sát. Ha, sát, đi ông đi. Trời ơi, có đồ ăn ngon không chịu ăn, trời ơi, đúng là đồ ngu ngốc. Ha,
Vậy tôi ăn mình tôi nè, trời ơi cảm ơn ông nha. Trời ơi đồ ăn ngon, con nằm xuống con ăn luôn trong coi nè, trời ơi. Đồ ăn đi con. Đồ ăn ngon quá bạn ơi. Trời ơi ăn cái tô mì nè, trời ơi lâu lắm rồi tôi mới được ăn tô mì gói vậy. Trời ơi ngon ngon ngon. Ngon ngon ngon, trời ơi ăn luôn con heo quay luôn, ngon quá ngon quá. Ủa nhưng mà khoan, từ từ. Tại sao mình cảm giác cái người của mình cứng ngắc vậy ta? Ủa cái gì? Ôi mấy bạn ơi. Tại sao? Tại sao cơ thể của mình lại biến thành đá ở đây? Ủa tay chân của mình sao biến thành đá hết rồi? Ủa ơi cái ông kia, ông bỏ gì vô đồ ăn vậy? Ông bỏ xi măng vô đồ ăn hay gì mà người tôi biến thành cục đá luôn rồi? Ê trời ơi, tại sao người của tôi lại bị biến thành đá ở đây? Cái ông kia, ông thả tôi ra. Ông là ai? Rốt cuộc ông là ai? Người đã bị ta lừa rồi. Hả? Bị lừa? Rốt cuộc ông là ai vậy? Thật ra ta chính là cái gì? Thì ra ngươi chính là quái vật sao? Ấy, thả ta ra. Thả ta ra. Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt nhà ngươi về cho quỷ dương. Không. Cái tiếng gì ta nghe giống tiếng phong cận dữ trời. Trời, chắc nghe lộn quá, chắc không gì đâu. Ây da, trời ơi, đau đầu quá. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy ta? Ủa, cái gì đây? Ủa, chỗ này là chỗ nào? Cái gì mà sao quá trời quá vật vậy? Hả? Ui, còn cái tên siêu to khổng lồ kia lạ vậy? Ủa, cái tên kia, ngươi là ai? Cuối cùng thì ta cũng đã bắt được cái tên phong cận này rồi. Vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công. Hả? Cái gì? Kế hoạch của ngươi đã thành công? Kế hoạch gì? Ủa, nhưng mà lý do vì sao ngươi lại bắt ta? Và trước sau gì ta cũng sẽ bắt cả cái tên vô mod kia và tiêu diệt hai đứa ngươi. Hả? Cái gì? Thì ra kế hoạch của ngươi là khiến cho ta và vô mod bị rạn nứt tình bạn sao? Hèn gì hồi sáng nay ta và vô mod đã cãi nhau chỉ vì một cái bàn đồ ăn thôi. Hóa ra đó chính là kế hoạch của ngươi. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết nè quỷ vương, dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì ta và vô mod vẫn sẽ mãi mãi là những người bạn tốt. Ngươi đừng hòng có thể chia cách được tình bạn của bọn ta. Vậy sao? Vậy thì ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi trước, còn cái tên vô mod kia ta sẽ để tiêu diệt sau. Tụi bay đâu? Lên! Ngươi nghĩ rằng là muốn tiêu diệt ta là dễ vậy sao? Rất may là ta vẫn còn mang theo một hộp sữa ở đây. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Siêu nhân vô mod biến hình. Hay à. Bây giờ ta đã biến thành siêu nhân robot rồi. Ngươi nghĩ rằng là ngươi có đánh được ta sao? Có giỏi thì nhào vô đi. Ây à, ôi trời. À, dám đánh lén ta hả? Ta không sợ cái ngươi đâu. Cái ngươi biết ta là ai không? Siêu nhân robot nè. Ôi trời ơi, đông quá. Chạy. Trời, cái gì mà đông dữ vậy trời? Trời. Có giỏi vô đây. Ây. Ta không sợ cái ngươi đâu. Vô đây, thanh kiếm robot của ta là chưa bao giờ chịu thua con quái vật, một con yêu quái đâu cả. Nhào đây. Trời ơi, đông quá, phải uống thêm sữa vô bot thôi. Nhưng mà chết rồi, bây giờ mình không mang theo sữa vô bot, làm sao mà mình có thể uống được đây? Chết rồi, ước gì bây giờ có vô bot ở đây. Chết rồi bạn ơi, bây giờ bọn chúng gọi là mạnh quá. Mặc dù là chỉ có vài tên nhào vô đánh mình thôi, mình còn quýn không lại nữa. Ở đây còn hơn cả trăm tên, làm sao quýn lại đây trời. Trời ơi, vô bot ơi, ông đang ở đâu vậy vô bot? Tưởng thế nào, không có cái hàng vô mod bên cạnh thì nhà ngươi cũng chả là cái gì cả. Chết tiệt, cái tên này biết rằng là điểm yếu của mình đó chính là nếu như không có vô mod ở bên cạnh thì mình sẽ không làm được gì cả. Trời ơi, ước gì bây giờ có vô mod ở đây. Trời, bọn chúng đông quá, bây giờ phải làm sao đây? Có một dòng sông. Không biết phong cận giờ này đang làm gì ta. Mà thôi kệ đi, sáng mới chạy giao với mình xong mà. Trời ơi, chết mình rồi. Bây giờ làm sao mà mình có thể tiêu diệt được cái tên quỷ vương này đây? Chỉ là bọn binh lính của hắn thôi mà đã đông đến như thế này, mà còn khỏe nữa, mình quýnh không lại thì làm sao mà mình có thể đánh lại hắn được đây? Chết mình rồi. Cây kiếm vô mod của nhà ngươi đã bị ta lấy rồi. Nhà ngươi không còn vũ khí nào để chiến đấu với ta nữa. Và bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi. Không thể nào. Chẳng lẽ số phận của siêu nhân vô mod phong cận phải chấm dứt tại đây sao? Ta không muốn kết thúc như thế. Ta phải tiêu diệt hết toàn bộ quái vật trên trái đất này.
để bảo vệ cho con người. Nhưng có lẽ bây giờ mình đã không thể làm được gì nữa rồi. Yomot à, tạm biệt cậu. Ngươi nói nhiều quá rồi đó. Còn bây giờ hãy xem sức mạnh của ta đây. Hả? Chuyện gì vậy? Cái kiếm vô mốt của ta đâu? Cái kiếm vô mốt ở đây nè. Hả? Vô mốt? Tại sao nhiều người lại ở đây? Hả? À, cái gì? Vô mốt? Trời ơi mừng quá, vô mốt đây. Cuối cùng thì ông cũng tới rồi. Trời ơi, tôi cứ tưởng là ông giận tôi rồi ông không tới đây luôn chứ. Cuối cùng ông cũng tới đây để cứu tôi rồi hả vô mốt? Làm sao mà bỏ ông được? Tôi với ông là bạn tốt mà. Nếu cả hai nhà ngươi đều muốn tới đây để nộp mạng thì ta sẽ tiêu diệt luôn cả hai nhà ngươi. Vậy sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Yo Boss. Mau cậu, chụp lấy sữa Yo Boss nè. May quá, sữa Yo Boss. Trời ơi trời. Cái tên quỷ vương kia. Bây giờ đã đến lúc ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Phong Cận đây. Nhông. Một cảm giác thật Yo Boss. Nạp năng lượng vô, biến hình. Hứa, cái gì? Tại sao nhà ngươi lại có thể mạnh lên đến như vậy? Tất nhiên là ta phải mạnh lên rồi. Bởi vì ta đã có được sữa vô mốt. Uống sữa vô mốt, nạp năng lượng vô, giúp cho ta tăng thêm nhiều năng lượng hơn. Nghĩ sao mà ta không mạnh hả cái tên quỷ vương kia? Ê, vô mốt, qua đây nào. Tôi với ông cùng nhau chiến đấu chống lại cái tên này. Tới đây nào vô mốt ơi. Ok. Trời ơi, tôi không ngờ rằng là ông lại quay lại để cứu tôi luôn á. Tôi mừng quá, cuối cùng thì chúng ta cũng đã gắn kết được lại tình bạn rồi. Ê, nhưng mà khoan đã, để tôi chút xíu nha. Ê, cái tên quỷ vương kia, tại sao mà ngươi lại muốn chia cách tình bạn của ta và Yomot hả? Ngươi nói mau. Bởi vì ta chính là quỷ vương, cho nên ta không có một người bạn nào cả. Chính vì thế, khi thấy tình bạn của nhà ngươi và Yomot, nó khiến cho ta cảm giác rất đáng ghét. Chính vì vậy, nên ta sẽ tiêu diệt hai đứa ngươi. Hả? Cái gì? Thì ra lý do mà ngươi muốn tiêu diệt ta và Yomot đơn giản bởi vì ngươi chính là quỷ vương, cho nên là không ai chơi chung với ngươi. Mà ngươi thấy tình bạn của ta và Yomot quá đẹp cho nên là ngươi muốn chia cách bọn ta chứ gì. Nhưng mà xin lỗi ngươi nha, ta và Yomot sẽ không bao giờ có chuyện rạn nứt tình bạn ở đây. Và hôm nay chính bọn ta mới chính là người sẽ tiêu diệt ngươi. Nào Yomot, chúng ta cùng nhau tiến lên. Có giỏi thì nhào vô đây. Ai da, chết nè. Cái gì mà yêu quá. Trời ơi là trời. Ê, tới đây, xem sức mạnh của ta đây. Yomot, trời ơi, mấy bạn ơi, Yomot bị đánh chết queo rồi. Trời, cái tên này, tại sao ngươi dám làm vậy với người bạn thân của ta? Xem sức mạnh của ta đây, siêu nhân Yomot. Nhà ngươi nghĩ nhà ngươi có thể đoán được ta hay sao? Hãy xem tới đây. Ngươi đâu rồi? Yomot, Phong Cận. Trời ơi, các ngươi sợ ta rồi đúng không? Trời ơi, chết rồi Yomot ơi. Bây giờ tôi với ông quýnh không lại hắn rồi. Cây rìu của hắn to như thế, gõ vô đầu bọn mình thôi là bọn mình chết queo luôn á. Không thể nào mà thắng được Yomot ơi. Bây giờ làm cách nào đây? Trời ơi. Không được, chịu thua. Làm sao mà chịu thua được? Trời đất ơi. Ơi, nhưng mà bây giờ cái cây rìu của hắn to lắm. Hắn ta gõ vô đầu mình cái là mình chết queo à. Giờ làm cách nào giờ? Bây giờ không chịu thua thì sao? Giờ làm cách gì? Hi, Phong Cận. Hả? Cái gì? Tôi mới nghĩ ra một cái kế hoạch này. À, kế hoạch gì? Ủa trời, ông nghĩ ra kế hoạch để tiêu diệt cái tên quỷ vương nè hả? Đâu, kế hoạch là gì? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ dùng sức mạnh của tình bạn. Hả? Ừ? Cái gì? Sức mạnh của tình bạn? Ủa? Đúng rồi. Phải sức mạnh đó luôn hả? Có nghĩa là sao? Ông nói khó hiểu quá à. Trời ơi, thì hồi nãy đó, mình hai đứa mình mỗi người đánh một người đó, rồi nó đánh mình chết queo luôn. Nên là bây giờ á, là mình phải kết hợp lại với nhau. Ủa? Kết hợp lại với nhau là sao? Ông nói khó hiểu quá à. Có nghĩa là sao? Trời ơi, có nghĩa là như vậy nè, kế hoạch là như vậy nè. Hả? Sao? Hay, được, kế hoạch đó hay á Yomot. Dạ. Được, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau kết hợp lại như vậy nha.
Đúng, ok. Ok, let's go. Được rồi mấy bạn ơi, mình và Yomot vừa mấy bạn được một kế hoạch rất là hay luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau triển khai kế hoạch thôi nào. Let's go. Mấy thằng nhau phong cơn. Yomot đâu rồi, ra đây cho ta. Yomot, bây giờ nè, chúng ta cùng nhau triển khai kế hoạch thôi nào. Let's go. Ok, tôi Nè, tôi chọn cái này nè, Hả, cho gì? Ui, sữa Yomot hả? Ừ, hợp lý. Hay, trước khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta cũng phải uống sữa Yomot để nạp thêm năng lượng thì mới chiến đấu được mấy bạn ơi. Ok, nhầm. À, một cảm giác thật dâu mod. Ai, nạp năng lượng dâu. Ai, được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu kế hoạch thế nào. Vô mod, tiến lên. Yeah. Ủa, gì vậy? Cái búa của ta đâu? Hay quá, vô mod ơi. Trời ơi, đỉnh cao, thấy chưa, kế hoạch nè, mấy bạn thấy kế hoạch hay không? Đó chính là Yomot sẽ lấy vũ khí của hắn, hắn ta sẽ không còn gì để chiến đấu với bọn mình nữa. Trời ơi, thấy tôi giỏi chưa, giỏi quá, cho tôi mượn cây búa coi. À, hay nè, cầm thử đi, trời ơi. Ôi, cây búa này nặng ghê luôn bạn, hàng gì hắn ta dùng cái cây búa này, hắn ta đập vào đầu mình cái, trời, xém nó chết luôn. Ui, trời, quơ cây búa này bạn có, ui, trời. Ôi, nói chung tôi rồi. Để tôi xem cây búa này có sức mạnh gì khác không ta, để xem coi. Ui, cái gì vậy? Ui trời. Ê, Yomot, ông có thấy tôi biến thành siêu to không Yomot? Siêu to khổng lồ luôn, tôi đứng bằng một cái ngông cái móng chân của ông thôi nè Phong Cận ơi. Trời ơi, cây búa này hàng gì cái tên kia to như vậy, là hắn ta được sử dụng sức mạnh của cây búa nè bạn ơi. Hay quá. Ở được rồi Yomot, bây giờ ông sử dụng bằng kiếm Yomot đi, còn tôi sẽ sử dụng bằng cây búa này. Chúng ta cùng nhau lao lên và tấn công hắn nào. Nè, cái tên quỷ vương kia. Gì vậy hả? Ta nói cho ngươi biết nè, bây giờ ta bự hơn cả ngươi luôn, ngươi thấp hơn ta rồi, ngươi thấy không? Bây giờ thì đã đến lúc ta sẽ xử ngược lại ngươi. Ủa gì vậy, tự nhiên lấy đồ của ta, cái đó của ta mà. Ủa, cái búa này của ngươi thì sao? Ngươi sử dụng cây búa này á là để người ta hãm hại người khác, bây giờ ta quyết định lấy nó để trừng trị lại ngươi nè. Chạy đi đâu, cái tên kia. Trời ơi, có hai thằng thuộc hạ như cái gì vậy trời. Cái tên này là quỷ vương, cho nên thằng ta khỏe quá, Yomot ta quên. Trời ơi, chết quen. Ui, cái gì vậy? Ui, trời ơi, mấy bạn ơi, mình đã giết được tên gọi là quỷ vương này rồi. Nhờ vào sức mạnh tình bạn của mình và Yomot. Một cảm giác thật là Yomot. Ai, trời ơi, cuối cùng cũng tiêu diệt được tên quỷ vương. Ồ, khoan từ, còn hai tên thuộc hạ của tên quỷ vương sợ quá đứng hình luôn hay gì kìa. Giết luôn. Đúng rồi, không nhúc nhích luôn. Đứng im nè, bỏ vô cái đầu nè. Rồi. Quá là khỏe luôn mấy bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã tiêu diệt được quỷ vương rồi. Hay, chắc là bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục gọi là hành trình gọi là khám phá thế giới và tiêu diệt những bọn quái vật tiếp thôi. Hay, thôi rồi. Đi thôi Yomot, let's go. Ủa Yomot ơi, sao mà đi một hồi cái tôi thấy cái chỗ này quen quen vậy ta? Hình như là cái chỗ này tôi gặp ở đâu rồi hay sao Yomot? Tôi là tôi nhìn cũng quen nãy giờ rồi mà tôi nhớ hoài nó không có ra đây nè. Ôi, tính ra là bọn mình đi từ trước đến nay là cũng được mấy năm trời, bọn mình gọi là rời khỏi làng Hero Team rồi. Bây giờ tự nhiên đi về cái con đường rồi tôi thấy con đường này quen quen ta. Phải tự. Cái gì to to ở phía trước mặt mình vậy? Có khi nào? Wow! Từ từ. Ôi, Yomot ơi, nhìn kìa. Hình như phía trước mặt của mình là Garmin Hao của Hero Team. Trời ơi, đi qua nhanh lên, leo thiệt. Trời ơi. Chẳng lẽ sau mấy năm trời bọn mình đi phiêu lưu, bọn mình cũng đã quay trở về được làng Hero Team rồi sao? Trời ơi, tôi không tin vô mắt của mình luôn, Phong Cận ơi. À, trời ơi, nhớ quá làng Hero Team, tôi nhớ Sammy, tôi nhớ Cairo, nhớ Simmy, nhớ Mr. Vịt, nhớ Camui, nhớ Mimi, nhớ tất cả mọi người luôn á, trời ơi. Phải làng Hero Team mà. Đúng rồi nè. Ông chị chậm yêu mất, nhanh lên coi. Trời ơi, tôi đang vui mà ông đi chậm quá, tôi hết vui được luôn rồi nè. Vô đây. Trời ơi, tôi phải nhìn ngắm lại ngôi làng chứ. Đây chính là Garmin House của Hero Team.
Còn bên đây là nhà của Simmy nè, nhà của tôi nè. Trời ơi. Trời ơi, tôi nhớ quá đi, mặc dù là tôi không có liên quan gì quá nhiều tới cái làng này. Ôi trời ơi. Ôi mà khoan đã. Tính ra là bọn mình đi phiêu lưu mấy năm trời, vậy là bọn mình đã đi được một vòng của trái đất rồi á. Vô mốt. Bọn mình đi từ hướng bên này, xong bọn mình về từ hướng bên này. Ui, vậy có khi nào là bọn mình đã tiêu diệt gần hết được quái vật ở trên gọi là Minecraft này không? Hả? Đúng rồi, tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Chắc là mình đã tiêu diệt được gần hết luôn rồi. Ồ, thì ra là như vậy. Hay, thôi được rồi, vô mốt à. Nếu mà như vậy á, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên kết thúc chuyến phiêu lưu của chúng ta tại đây đi. Rồi có gì chúng ta về nhà rèn luyện thêm sức mạnh, rồi từ từ chúng ta sẽ còn có thêm những chuyến phiêu lưu khác nữa. Vô mốt đồng ý không? Mặc dù là tôi hơi buồn, nhưng mà không sao, dù gì chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường dài rồi. Thật ra thì tôi cũng cảm ơn ông rất nhiều, vô mốt à. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn khi mà phải chia tay ông tại đây, nhưng mà thôi, dù gì á thì ông cũng cần phải quay trở về hành tinh vô mốt của ông. Coi như chúng ta kết thúc gọi là cái chuỗi hành trình của chúng ta tại đây đi. Rồi có gì từ từ chúng ta sẽ rèn luyện thêm sức mạnh. Rồi ông nhớ quay trở về trái đất, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cùng nhau đi làm nhiệm vụ nữa nha vô mốt. Hay, chắc chắn rồi. Nhưng mà người cảm ơn chắc chắn phải là tôi. Bởi vì ông đã đồng hành cùng với tôi suốt một cuộc hành trình dài để tiêu diệt những bọn quái vật. Ai, thôi ông đừng có nói vậy mà. Ông nói như vậy tôi lại cảm thấy cảm động quá. Tôi không muốn rời xa ông đâu vô mốt ơi. Chờ ông cái coi. Tôi nhớ một ông. Một ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp lại. Ai, thôi được rồi. Coi như là chúng ta tạm biệt nhau tại đây nha vô mốt. Tạm biệt Phong Cận. Chúc cậu luôn gặp được những may mắn. Tạm biệt. Tạm biệt. Trời ơi, vậy là Yomot đã về lại hành tinh của Yomot rồi. Chỉ còn một mình ở lại đây. Thật sự rất là nhớ Yomot luôn á. Nhưng mà thôi không sao, dù gì thì mình cũng đã có được rất là nhiều kỷ niệm cùng với Yomot. Bọn mình đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua những khó khăn, và đã sử dụng sức mạnh của tình bạn để có thể tiêu diệt được tên quỷ vương. Sau cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được hết tất cả bọn quái vật ở trên thế giới Minecraft này. Thôi không sao, cố gắng phát triển rèn luyện thêm sức mạnh, uống thật là nhiều sữa vô mốt để có thể trở nên thành siêu nhân mạnh mẽ nhất ở trong Minecraft. Thôi được rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và kết thúc chuỗi series phiêu lưu cùng với vô mốt. Và các bạn có thấy thích mình và vô mốt phiêu lưu cùng với nhau hay không, hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Mà quên nữa, mình có một câu hỏi này muốn dành cho mấy bạn fan ở kết video nè. Mấy bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết câu trả lời nha. Đó chính là Phong Cận đã sử dụng vũ khí gì để tiêu diệt tên quỷ vương? Một là kiếm, hai là búa. Đấy, mấy bạn đoán thử đi nha. Ok, nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Bạn nào comment đúng thì mình sẽ thả tim nè. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Hey, mình phải đi gặp mọi người đây. Không, phải gặp Sammy trước chứ. Trời ơi, nhớ Sam quá. Sam ơi. Sammy ơi. Hello team.